Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài truyền hình Tuổi trẻ Hải ngoại BVN TV 57.3. Thanh Thanh cùng toàn 30 tập xin kính chào quý vị và các bạn. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Chính thức giảm miễn thuế thu nhập cho nhiều đối tượng, tin từ Hà Nội. Ngày hôm nay tại cuộc họp khóa 13, Quốc hội Cộng sản Việt Nam vừa ra nghị quyết miễn hoặc giảm thuế cho các công ty và cá nhân. Cụ thể là từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 2011, những người có thu nhập dưới 9 triệu đồng một tháng sẽ được miễn thuế và những người có mức thu nhập cao hơn thì được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân. Về phần các công ty nhỏ và vừa thì được giảm 30% thuế thu nhập kinh doanh. Mức giảm trên cũng được áp dụng đối với các công ty sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội. Cá tra Việt Nam lại gặp khó khăn do vấn đề chất lượng, tin từ An Giang. Trong vòng 10 năm qua, sản lượng cá tra Việt Nam đã tăng lên gấp 35 lần, từ 37.500 tấn lên đến 1.35 triệu tấn, xuất khẩu sang 136 thị trường khác nhau. Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng 35 lần từ 40 triệu Mỹ Kim lên đến 1.4 tỷ Mỹ Kim vào năm ngoái. Tuy nhiên, gần đây, cá tra Việt Nam đang vấp phải khó khăn ở một số thị trường vì vấn đề chất lượng. Cơ quan kiểm tra chất lượng thực phẩm của Canada đã đề nghị không nhập cảng cá tra và cá ba sa đông lạnh từ Việt Nam vì phát hiện dư lượng enrofloxacin vượt quá mức cho phép trong một số các lô hàng. Bên cạnh đó, vào giữa tháng 6, ba công ty bán lẻ của Anh Quốc đã loại các sản phẩm cá tra Việt Nam do công ty Cumbrian Seafood cung cấp ra khỏi quầy hàng vì phát hiện trên những mẫu kiểm tra ngẫu nhiên thấy có một số tạp chất làm tăng trọng lượng. Nhãn lồng dởm tràn ngập thị trường, tin từ Hà Nội. Dù còn 2 tuần nữa mới đến chính vụ nhãn lồng Hưng Yên, song trên thị trường hiện nay đã tràn ngập nhãn lồng dởm có nguồn gốc từ Trung Cộng. Dạo qua các chợ, cửa hàng bán hoa quả gánh hàng rong ở Hà Nội, đâu đâu cũng thấy bày bán nhãn lồng với giá 35.000 đến 50.000 đồng một ký. Theo quảng cáo của những người bán hàng, đây là nhãn lồng Hưng Yên thứ thiệt, loại trái cây đặc sản mỗi năm chỉ có một vụ trong dịp hè. Nhưng thực tế, rất nhiều người tiêu dùng bực tức khi biết mình bị lừa vì mua phải nhãn dởm, chất lượng kém. Ông Trịnh Văn Thịnh, chủ nhiệm hợp tác xã nhãn lồng Hồng Nam ở tỉnh Hưng Yên khẳng định rằng, thương hiệu cây đặc sản nhãn lồng Hưng Yên nổi tiếng bao đời nay đang bị giả trên thị trường. Ông Thịnh cho biết, do thời tiết khắc nghiệt so với các năm trước, vụ nhãn trà sớm năm nay sớm nhất mất mùa, sản lượng thất thu đến 90%. Số lượng còn lại chỉ đủ để cho khách đặt mua tại vườn hoặc mua làm quà biếu với giá từ 60.000 đến 80.000 đồng một ký. Hiện tại các vườn nhãn ở Hưng Yên mới đang chớm vào vụ và phải 2 tuần lễ nữa thì nhãn chính, tức khoảng trung tuần tháng 8 mới bắt đầu thu hoạch rộ. Do đó hầu hết nhãn đang bán trên thị trường đều là hàng giả. Theo tiết lộ của một chủ kinh doanh hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên, loại nhãn đang bán trên thị trường phần lớn có xuất xứ từ Trung Cộng. Nắm được tâm lý của người tiêu dùng chuộng nhãn lồng, từ hơn một tháng nay, các thương lái nhập nhãn về lấy mác nhãn lồng Hưng Yên. Về mặt hình dạng bên ngoài, loại nhãn của Trung Quốc cũng có kích thước to giống hệt như nhãn lồng Việt Nam. Nếu không tinh ý, khi mua người tiêu dùng rất dễ bị mua nhầm. Để phân biệt hai loại nhãn, ông Trịnh Văn Thịnh cho biết, khác với nhãn dởm, thì nhãn lồng Hưng Yên vỏ dày, màu vàng tự nhiên, cùi giòn, hạt nhỏ, có mùi thơm tự nhiên, đấy có hai dẻ cùi lồng xếp khít vào nhau. Còn nhãn dởm, do khâu bảo quản, vận chuyển nên muốn giữ tươi lâu, trước khi đưa ra thị trường thì người bán hàng đã phù phép bằng cách sử dụng hóa chất bảo quản. Vì vậy nhãn dởm có vỏ mỏng, màu vàng sậm, muối mềm, ăn ngọt hắc, lá dài to và dày hơn. Theo các nhà khoa học thì loại nhãn đã nhúng qua chất bảo quản rất độc hại. Nếu dùng tay bóc vỏ, lâu ngày có thể dẫn tới ăn mòn móng tay. Vì vậy, khi mua nhãn, người tiêu dùng nên chọn loại tươi, cuống xanh, còn nguyên lá, nguyên cành. Không nên mua loại nhãn rời, vỏ thâm. Để bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm, trước khi ăn nên rửa sạch quả. Mùa nhãn thông thường chỉ kéo dài trong vòng một tháng, từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9. Theo nhận định của các chủ vườn nhãn ở Hưng Yên, thì nhãn chính vụ năm nay chắc chắn được giá. Bán sỉ tại vườn vào khoảng 30.000 đến 35.000 đồng một ký,
Khi đến tay người tiêu dùng, giá mỗi ký nhãn lên đến khoảng 60.000 đến 70.000 đồng một ký. Xe đò đụng với xe vận tải làm cho 13 người bị trọng thương, tin từ Hà Tĩnh. Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu Rông, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Vào lúc 4 giờ sáng, thì tài xế xe đò anh Nguyễn Xuân Danh, 28 tuổi cho biết, xe xuất phát từ bến Đức Cơ, Gia Lai, chạy về Thanh Hóa. Khi đến đoạn đường cầu Rông thì xe bị mất lái, lao sang bên trái rồi đâm vào một chiếc xe vận tải. Trên xe chở theo hơn 15 khách, chủ yếu người Thanh Hóa. May mắn thoát chết sau vụ tai nạn, chị Nguyễn Thị Ngọc, 23 tuổi ở Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, cả 4 người trong gia đình đón xe từ Gia Lai về Thanh Hóa. Rạng sáng nay, khi chị và mọi người đang ngủ, bỗng nghe một tiếng nổ rầm, mọi người hốt hoảng tỉnh dậy, nhiều tiếng rên la, gào thét. 13 người đã bị thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Tài xế xe vận tải anh Nguyễn Đình Trung, 30 tuổi ở Bình Định, bị gãy nát hai chân. Phụ xe khách Nguyễn Đức Thực, 32 tuổi ở Quảng Nam, bị đứt lìa một chân, mắc kẹt trong cabin. Các nhân viên cấp cứu phải cưa cabin xe khách mới đưa được người phụ xe ra ngoài. Tại hiện trường thì xe vận tải chở vật liệu xây dựng chạy từ Bắc vào Nam nằm chết bên phải quốc lộ, phần đầu nát bét, gạch men trên xe đổ xuống đường, các mảng kính vỡ vụn. Cabin của xe khách chạy ngược chiều cũng vỡ nát, đồ đạc của hành khách nằm văng khắp nơi cùng mảnh vụn của xe. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1A bị kẹt hơn 5 giờ đồng hồ. Hàng ngàn xe hơi bị kẹt trên đường dài từ huyện Nghi Xuân đến thị xã Hồng Lĩnh. Đến 8 giờ 30 sáng nay, quốc lộ 1A mới thông xe trở lại. Quốc lộ 1A qua tỉnh Hà Tĩnh được xem là đoạn đường đen. Theo thống kê, từ đầu năm đến cuối tháng 7, trên địa bàn xã đã xảy ra 105 vụ tai nạn, khiến 125 người chết và 94 người bị thương. Các vụ tai nạn nghiêm trọng chủ yếu xảy ra trên quốc lộ 1A, nhưng chính quyền vẫn chưa có hành động gì để giảm bớt tai nạn. Ồ ạt phá rừng để trồng sắn, tin từ Quảng Ngãi. Giá nguyên liệu sắn liên tục tăng cao khiến cho người dân các huyện miền núi Quảng Ngãi phá hàng chục hecta rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn Thạch Nham để trồng sắn. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm nay ở các huyện miền núi trong tỉnh đã xảy ra 36 vụ phá rừng, hơn 52 hecta cây bị đốn hạ, chủ yếu ở huyện Sơn Hà. Số còn lại rải rác các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Minh Long, Ba Tơ. Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi cho biết, tình trạng phá rừng diễn ra ở hầu hết các huyện miền núi. Người dân phá rừng lấy đất làm nương rẫy, chủ yếu là trồng mì. Họ áp dụng những cách thức giết rừng khá tinh vi như dùng rựa, rìu, lột vỏ xung quanh gốc cây làm cho cây chết, sau đó chặt đốn đi. Nguyên nhân tình trạng phá rừng được cho là do giá nguyên liệu sắn liên tục tăng cao trong thời gian gần đây. Giá khoai mì tươi hiện ở mức 2.200 đồng một ký, sắn khô dao động từ 4.800 đến 5.000 đồng một ký, tăng gấp đôi so với niên vụ trước. Theo đề án phát triển vùng nguyên liệu, phục vụ công nghiệp chế biến Quảng Ngãi giai đoạn 2006 đến 2010, diện tích cây sắn được quy hoạch đến năm 2010 là 13.500 hecta. Tuy nhiên, đến năm 2011, diện tích sắn đã vượt hơn 22.000 hecta. Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở Sài Gòn đã đến mức báo động. Trên hàng loạt tuyến đường lớn của Sài Gòn, từ sáng cho đến khuya, tiếng động cơ, tiếng còi xe rất lớn, hầu như không bao giờ dứt. Những lúc xe gần đèn đỏ, tiếng ồn càng kinh khủng hơn. Tiếng còi inh ỏi liên tục với đủ mọi kiểu, làm cho người dân bên đường chịu không nổi, cho dù là ở trong nhà đóng cửa lại. Đó là chưa kể tiếng ồn đinh tai ít nhất ốc còn phát ra từ hệ thống loa công suất lớn của các siêu thị, cửa hàng điện máy ở mặt tiền đường. Nhiều người dân cho biết do hàng ngày phải đi làm, ăn uống trong môi trường tiếng ồn quá lớn khiến cho anh thường xuyên căng thẳng, mất ngủ. Bên cạnh đó, nhiều công trình xây dựng, đào móng nhà, cơ sở khoan sắt, cắt sắt thép, hàng xì, hoạt động cả ngày lẫn đêm đang là mối đe dọa tiếng ồn với cư dân đô thị. Người dân ngụ đường Nguyễn Tri Phương than rằng tiếng ồn ban ngày đã phiền lắm rồi, đêm xuống vẫn không tha. Đêm nào cũng vậy, họ cũng bị mất ngủ vì nạn xe tải hoành hành suốt đêm, vì tiếng la ó từ các quán giải khát phục vụ khách, vì hàng chục thanh niên tụ tập bóp còi inh ỏi suốt đêm, đua xe, rú ga.
Ở Việt Nam chưa thấy cơ quan chức năng nào xử phạt hành vi gây tiếng ồn trong khu dân cư. Tiến sĩ Nguyễn Đinh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Sài Gòn cho biết, kết quả đo tiếng ồn tại 150 địa điểm ở 30 tuyến đường của Sài Gòn cho thấy, tiếng ồn đã vượt xa mức cho phép, không chỉ ở những tuyến đường đông xe và ngay cả trong đêm khuya, tức từ 22 giờ khuya đến 6 giờ sáng, tiếng ồn vẫn ở hơn mức độ giới hạn cho phép. Trong ba nguồn gây tiếng ồn chính là công nghiệp, giao thông, xây dựng và dịch vụ, thì hoạt động giao thông gây tiếng ồn nhiều nhất. Theo tiến sĩ Nguyễn Đinh Tuấn, tiếng ồn gây nên nhiều tác hại cho sức khỏe con người như tác động xấu liên hệ thính giác, hệ thần kinh, hệ tim mạch. Một điều rất dễ nhận thấy là những người thường xuyên tiếp xúc với mức ồn cao thì mệt mỏi về tinh thần, bị stress, năng suất làm việc không cao, nhất là với những người làm việc trí óc. Người tiếp xúc với tiếng ồn nhiều thì thường bị suy nhược toàn thân, ù tai, mất ngủ và làm trầm trọng thêm các loại bệnh, nhất là bệnh tim mạch, huyết áp. Lâu ngày sẽ bị mất sự nhạy cảm với âm thanh và dần dần bị bệnh điếc. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.